Chào mừng các bạn anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Đây, hôm nay cửa hàng sẽ sell một số sản phẩm đang bán ở cửa hàng nha. Các bạn anh chị tham khảo những cái sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của mình thì ủng hộ cửa hàng. Đây, trước hết là ba màu bù lon và chuyên vít đầu đặc đầu rộng của thương hiệu Datong. Đây, cả ba màu có lực đập Newton là 330 Newton, thích nha các bạn anh chị, rất là mạnh luôn. Đây, hôm nay cửa hàng sẽ sell với giá của sản phẩm đang bán hiện tại là 2.400.000, nhưng mà hôm nay sale cho cô bác thì với giá là 2.100.000 thôi nha. Nhưng mà đặc biệt trong cái chương trình hôm nay là tặng kèm cho cô bác chị một cái hộp này, em đã xếp sẵn vô đây để không làm mất thời gian của cô bác chị này. Phiếu bảo hành sách hướng dẫn, dây đeo, hai pin một sạc. Đây cô bác chị, cho vào trong một cái hộp. Hàng thì thoải mái, nhưng mà riêng cái hộp thì số lượng nó có hàng, nên cô bác chị ai mà có nhu cầu cái hộp thì tranh thủ giúp em nhé. Rồi, 2.100.000 tặng kèm một cái hộp có ba màu, cô bác chị tùy ý lựa chọn nhé. Rồi, đến cái con bao gỗ này, Matet. Đây là hàng nhái nhưng mà chính hàng, như cô bác chị, cái hàng trưng bày ở ngoài cửa hàng thôi. Cũng vẫn còn đẹp, em đem vô sale cho bán chị luôn. Cái này với giá là 450.000, cô bán chị sử dụng nhái thì nhái nhưng mà vẫn xài gia đình là tuyệt vời luôn. Còn con cũng bao gồm ACZ, còn đây tem nó hơi bong, cùng hàng trưng bày đây cô bác, sale cho cô bán chị luôn với giá là 370.000. 370.000 với một con ACZ màu gỗ nha. Đây, hàng đây thì mới này, cùng bao gỗ của Kenmax, nguyên dạy bao gỗ vậy. Hôm nay sale nhưng mà giới thiệu cho cô bán chị luôn, vì dòng này chưa có thời gian để lên video cho cô bán chị tham khảo về cái khả năng làm việc của cái sản phẩm, cho nên em sale luôn. Đây, với giá là 670.000 nha, công suất là 600W, sử dụng điện là 220V 50Hz và tốc độ là 16.000 vòng trên 1 phút. Wow, rất là lớn. Bao gỗ là cực mịn luôn á. Đây các bạn chị, trong của Kenmax, hàng sử dụng cho công nghiệp đó các bạn chị. Đây, mã cute. Dòng đầu sắt em cũng sale cho các bạn chị luôn. Cái dòng đây bán ở cửa hàng chứ chưa có thời gian để giới thiệu trên video cho các bạn chị tham khảo. 480.000 treo luôn, có khóa này, khóa mở, đầu khóa 10 ly, chưa đó, nghe êm không, máy rất là mạnh mẽ luôn, sử dụng điện cũng 220V 50Hz, có điều chỉnh tốc được như các bạn chị, từ 0 cho đến 1200 vòng trên 1 phút. Công suất là 550W. Rồi sử dụng đầu khoang là 10 ly. Đây đầu sắt này các bạn chị. Nhìn cái đầu sắt và sơn tĩnh điện rất là đẹp nha. Nhìn rất là chắc chắn đó. Rồi 480.000. À, cái con quầy buộc đây thì cô bán chị ai mà nó thì xem kỹ giúp em nha, tại vì bình thường á giá nó là 800.000 một cây đó các bạn chị, nhưng mà sơ ý nó bị bể cái đây này. Cái đây là hàng trưng bày đó. Sơ ý nó bị bể cái tay đây, cô bác chị có thể thay hoặc dán keo 502 là sử dụng cũng được. Ở cửa hàng cũng có thể thay luôn, nhưng mà giờ nó lở giống vậy bán luôn, nó hệt bán cái xui đi. Tự nhiên nó bể mất cái đây. Đó, với giá thanh lý 650.000 có ghi trên đây luôn cô bác chị ạ. Hộp hết đầy đủ nha, có cây quầy luôn. 650.000. Đây, Makute. 780W, có mã là ID002 của anh chị. Đây, sale cho các bạn chị luôn, 550.000 nha. Đầu khoang 13 ly này, 780W, sử dụng điện 220V, sử dụng đầu khoang là 13 ly. Rồi tốc độ là từ 0 cho đến 3.000 vòng trên 1 phút. Trong đấy thì khoang sắt, khoang gỗ với lại các anh em mà bắn tôn rồi cũng nhẹ nhàng luôn. Nhìn con máy rất là gòn nhẹ nhưng mà nặng nha. Đầu này đầu sắt, hai bạc đàn,
rất là chắc chắn luôn, cực chuẩn. Đây, một cái cực quá. Có điều tốc co bóp này, đảo chiều. Rồi, dòng sử dụng cho chuyên nghiệp thì cô bán chị yên tâm sử dụng luôn, được bảo hành 6 tháng. Đây, Pimax. Đây thì cũng bán được nhiều rồi. Pimax thương hiệu nhập chung với lại Detong đó các bạn chị ạ. À? Chung công ty nhập khẩu của Detong. Hôm nay cửa hàng sẽ sale với giá 490.000. Em lên đây em khớp quá nên là phải ghi giá trước hết các bạn chị ạ. À? Đây, Pimax này, nhìn cái thân máy rất là đẹp luôn. Đồ sộ luôn. Có điều chỉnh tốc ở cò bóp luôn. Đằng sau có su chống trơn trượt. Đây, có cái móc để chúng ta móc vô quần treo cao luôn này. Quá 490.000 một khoang tay mắt. Đây, sử dụng điện 220V 50Hz 710W, tốc độ là 3.300 vòng trên 1 phút, sử dụng độ khoảng 13 ly. Rồi, 490.000. Đây, quang Detong có mã là DKID 710 nha các bạn chị. Đó, sử dụng điện cùng 220V 50Hz, công suất là 710W, sử dụng độ khoang 13 ly, tốc độ là 3.000 vòng trên 1 phút. Đây, khoang của Detong của các bạn chị đang sale cho các bạn chị với giá là 600.000. Đây, đi kèm khóa và cái tay nắm phù ở trong đây luôn nhá, phiếu bảo hành sắp hướng dẫn đầy đủ và kèm theo một cặp thang chính hãng của Detong luôn. Rồi, đây Sumo này, Sumo vừa rồi bán rất là nhiều này. Hôm nay cái chương trình này mà có bán chị mà không mua là ổn lắm này. Tặng kèm cho các bạn chỉ một cái lời cắt gỗ, cái này cắt gỗ cực sướng luôn, như cái làm xích vậy á, nó có lưỡi xích ở đây, về ráp vô cắt cực đã. Đây thì ở cửa hàng đang bán trị giá là khoảng tầm 100.000 đó các bạn chị. Thì hôm nay tặng kèm cho con Sumo luôn, sale với các bạn chỉ là với giá là 550.000, tặng kèm cho các bạn chỉ một cái lưỡi giống vậy. Đây, những cái khóa của nó. Đây các bạn chị có máy này, Sumo cầm rất là gọn nhẹ luôn. Đây, có đầy đủ nha, full phụ kiện. Rồi, 550.000 tặng một lưỡi phá, lưỡi cắt gỗ. Cô bán chỉ có thể cắt ván cúp pha vào tuyệt vời luôn. Senkyo tay dài 420.000. À, tay nắm phù. Đây, cái thân máy này cô bán chỉ Senkyo tay dài cò bóp. Cái này mà sử dụng cho anh em thờ thầy thì không nói rồi, riêng gia đình là cực kỳ an toàn. Cô bán chỉ cắt mà lỡ có sơ sẩy tuột tay thì là nhà đó là máy nó đứng rồi, bảo đảm an toàn luôn. Phiếu bảo hành sách hướng dẫn đầy đủ full phụ kiện với giá 420.000. Ở đây bản tin em chưa kịp review để giới thiệu cho cô bán chị này. Bản tin này tại nó phù hôm nay cũng sale luôn với giá 400.000 sale nha, nhưng mà lên video thì có thể nó hơn, nhưng giá sale thì vậy thôi, 400.000 vừa sale để cô bán chị sử dụng và giới thiệu sản phẩm luôn. Phiếu bảo hành sách hướng dẫn đầy đủ. Đây, công tắc đôi. À, giới thiệu luôn thông số cho các bạn chị trước. Sử dụng điện 220V 50Hz 950W, tốc độ là 11.000 vòng trên 1 phút, cực đạt luôn, sử dụng để cắt là một tấc. 11.000 vòng này các bạn chị nghe tiếng máy. Đó. Cực mát. Rồi, 400.000 cho một máy tim mắt tay ngắn, công tắc đuôi. 420.000 nhầm cho một máy mặt tin nhá, em nhầm tin mắt. Đây, mặt tin công tắc đuôi 420.000 nhá. 420.000 cò bóp. Đây có bán chị.
công suất cùng 950W, sử dụng điện 220V 50Hz và tốc độ không tải là 11.000 vòng trên 1 phút, sử dụng điện cắt là 1 tấc nha. Bằng tin nhìn một màu vàng rất là đẹp luôn. Đây. Cái nút nhấn để khóa mở khi chúng ta mở lưỡi này, nhìn cái quả tim rất là đẹp luôn các bác chị. Cò bóp, có khóa cò luôn nha. Rồi, 420.000 cho một con máy tay dài mặt tim. Đây, mặt UT. Đây là dòng mà bán để sử dụng cho các anh em thợ thầy, dòng công nghiệp đó các anh chị, nhưng mà xài gia đình thì tuyệt vời luôn, đã sử dụng cho công nghiệp mà chỉ có 500.000. Một con máy, cho một con máy này 850W. Đây có mã là AG016. Phụ kiện cũng đi kèm, nói chung một con máy cắt thì phụ kiện đi kèm đầy đủ như khóa mở lưỡi hay là máng bảo vệ có hết các anh chị. Đây, con máy của chúng ta này. Đây, sử dụng điện 220V 50Hz, công suất là 850W. Tốc độ không tải là 11.000 vòng trên 1 phút, sử dụng điện cắt là 1 tấc. Đây, cô te. Rồi. 500.000 cho các anh chị nha. Ai có nhu cầu thì sở hữu những cái con máy đây mà xài công trình hay gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Cũng là mang cô te. Trong đây tay dài. Cũng 500 cho các anh chị sử dụng. Nó có hai màu đó các anh chị, quá mờ lừa. Với lại cái máng bảo vệ này thì cực dày luôn, riêng cái dòng băng UT là cái máng bảo vệ của anh chị mê luôn đấy. Đó, phía bảo hành sẽ hướng dẫn. Nó có hai màu thì em chỉ khui một con thôi. Đây, nó giống nhau hết nhá. Đó, phụ kiện là full phụ kiện hết, nó giống nhau. Bên kia màu đỏ, bên này màu tím thôi. Ai thích màu nào thì sử dụng màu đó. Cái đầu mài là được sơn tĩnh điện nha, bằng sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn luôn. Đây, dây nguồn là được trang bị chúng ta một cái dây để không sử dụng thì thắt lại rất là gọn gàng. Rồi, công suất là 780W, sử dụng điện 220V 50Hz và tốc độ không tải là 11.000 vòng trên 1 phút, sử dụng điện cắt 1 tấc luôn các anh chị. Rồi cùng 500.000 nha, một con máy tay dài 500.000 xài sướng luôn. À, máy thổi này. Vừa rồi em bán cái dòng máy thổi kia của Kenmax xài tuyệt vời lắm, được anh chị em ủng hộ quá trời. Hôm nay cái dòng này em không có thời gian để review thì em đem làm sale luôn. Ở cửa hàng vừa rồi bán Kenmax thì cái Kenmax chứ. Kenmax hết. Cho nên là bán anh chị em nào mà hỏi Kenmax là giới thiệu qua này bán luôn. Thổi cũng đã lắm, nó y chang như cái Kenmax mà em đã review. Thật mạnh. Rồi, sell cho cô bán anh chị luôn. À, quên đọc thông số. Sell cho cô bán anh chị với giá là 300.000 nha. Sử dụng điện 220V 50Hz 600W, tốc độ không tải là 13.000 vòng trên 1 phút. 13.000 vòng của cô bán anh chị ạ. Cực kỳ mạnh luôn, một máy nhỏ xíu. Rồi, 300.000 nha cho một con máy thổi mini. Đây, tiếp theo cùng máy thổi của Makute luôn. Đây, cái này là ăn của cái Makute mini kia. Đây, phiếu bảo hành sát hướng dẫn cũng đi kèm này cô anh chị. Dòng đây em chưa có thời gian để giới thiệu cho nên em cô bác chỉ cho em thêm chút xíu thời gian để em giới thiệu cái thông số và máy nha. Đây, nó có dây hút bụi quá trời đồ luôn cô bác chị ạ. Phiếu bảo hành. Đây, có phiếu bảo hành sẵn dừng thì có sẵn rồi. Này, cái đầu hút của nó này các bác chị cắm vô đây. Đó. Con máy rất là đồ sồ luôn nha. Hút. Như thằng lại rất thích tiếng. Đây. Các bác chị khi mà hút xoay này. Đó. Để em ghim điểm cho nó dễ. Giống như là thổi nè các bạn chị. Bằng cái chiều này nó lọm vô vậy là thổi nhá. Mình xoay lên vậy là nó hút mà. Chín ở đây là nó sẽ hút. Hút thì rác nó vào đây nè các bạn chị. Đó, rác trong cái túi rác nha.
giới thiệu cho quá chỉ cho nhanh đi. Đây, sử dụng điện là 220V, 50Hz và công suất là 800W, tốc độ không tải từ 0 cho đến 13.000 vòng trên 1 phút. Từ 0 mà 3 đến 13.000 vòng là cực kỳ nhanh luôn quá anh chị ạ. Ồ, quên nói giá, con này cũng được bảo hành 6 tháng nha cô bán chị. Và giá của con máy hiện tại em đang giới thiệu và sale luôn cho cô bán chị sử dụng là 650.000 thôi cho một sản phẩm như vậy. Cô bán chị ai có nhu cầu thì alo hoặc đến cửa hàng nhé. Đây một con Weibo Master hôm nay em sale cho cô bán chị này. Cái dòng đây em có review rồi cho nên không khui làm mất thời gian thì cô bán chị. Có đầy đủ phun phụ kiện, có cây để quầy luôn nha, không phải là cái máy không phải đâu. Sale cho quán gì hôm nay là với giá là 750.000. Đây, công suất 1.200W, tốc độ không tải là 800 vòng trên 1 phút. Quầy bột thì tốc độ nó lực mà nên là nó chậm thôi các bạn chị. Quầy mà nhanh nó bay bột ra hết đấy. Cái con này là, cái con máy cũ các bạn chị. Cái con này hàng xe rồi, sale cho cô bán chỉ với giá là 500.000 thôi. Đây bu lon này, đó có cấp độ luôn, nhanh chậm, vừa bắn bu lon mà đồ rộng để bắn tôn với đồ. Những anh em mà sử dụng bắn tôn hoặc là bắn vít, cái này rất là tiện lợi nha. Nếu mà mấy anh em sửa xe là có thể mở dàn áo xe gắn cái đầu vít vô đây hoặc cái đầu 80 vô đây là bằng dàn áo cực kỳ đạo luôn. Đó, máy thì đi kèm chỉ có vậy thôi, hai pin một sạc còn một cái dây đeo. Cái con máy đây nói chung là ở cửa hàng đã bán cho cái anh kia nhưng mà anh cần hoàn chắc cho nên là sử dụng cái này nó anh kêu là bất tiện cho nên anh đổi qua cái con khác rồi. Ai có nhu cầu thì đến cửa hàng nha, xeo thanh lý rồi cô bác anh chị luôn, thanh lý dùng cho anh đó đó với giá là 500.000 thôi. Cô bác anh chị ai có nhu cầu thì alo cho em nhé hoặc đến cửa hàng. Rồi 500.000 một con DeWatt bù lon, motor brushless nha, con này là motor brushless không chổi than. Rồi qua cái dòng bắn cóp này, bắn tia này, đây cô bán chị Akuya này, có mã là AK223X. Đó, hôm nay sale cho cô bán chị với giá là 1.050.000. Được trang bị cho một cái hộp sát thương, nhìn giống như cái hộp của mấy chị em phụ nữ đựng đồ trang điểm ghê luôn. Trốn ở trong đây này. Đây các bạn chị, rất là đẹp. Cái này mà nếu mà anh em nào mà hào phóng về cho mấy chị ở nhà đựng đồ trang điểm cũng được, cũng đẹp luôn. Đó, kính sạc. Cái này không phải là pin kèm nha các bạn chị, một pin thôi. Còn cái đây là cái hộp để chúng ta kèm pin, bỏ pin tiểu khi mà trường hợp mà ở ngoài muốn mà xài nhanh ấy, là mua pin tiểu bỏ ở đây rồi quất luôn. Rồi có cái dây đeo này các bạn gì đó, 1.050.000 nha cho một con Akuya. Ồ, con này sao giờ lại còn dòng này ta, dòng này đây, con này sale cho các bạn chỉ với giá là 1.800.000 nè. Dòng đấy là Max Pro đó các bạn chị, dòng của Akuya có mã là 1102. Ui các bạn chị, ui cái hộp đấy còn đẹp hơn cái hộp kia nữa, rất là đẹp luôn. Nhìn cái bề ngoài làm cái hộp là cực kỳ đẹp rồi. Cái đây 1.800.000 nha các bạn chị. Cục pin đâu rồi, em bỏ pin vô nha, hai pin một sạc này. Đó, kính phiếu bảo hành sát riêng chỉ vậy thôi. Đó, tia là cực chuẩn nha, sáng nha. Đó, có ăn gì rồi, ai có nhu cầu thì trực tiếp đến cửa hàng để sở hữu hoặc gọi các số bên trên màn hình nha. Em làm mất thời gian của cô bác quá.
Rồi 1.800.000 cho con máy đó. Và đây cùng Akuya luôn, 3 số 3 AK 3 số 3 này của anh chị. Dòng đây ở cửa hàng bán rất là nhiều. Đây đang sale cho các bạn chị với giá là 1.050.000 thôi nha các bạn chị. Mã số 3 này. Những dòng đấy là có kèm theo cái chân nữa các bạn chị ạ. Kèm theo cái chân có thể kéo dài ra một hơn 1 mét. Mã số 3 cũng trang bị một cái hộp luôn. Thường thường dòng laser lúc nào cũng trang bị chúng ta một cái hộp hết các bạn chị. Đây con máy này. Đó. Trong đây thì cửa hàng bán nhiều, anh em là sở hữu thì biết rồi. Nhưng mà cái đây em đưa ra để cho các bạn chị tham khảo, những ai mà chưa sử dụng thì tham khảo sơ. Rồi. Với giá là 1.050.000 để sở hữu một con Akuya 3 số 3 nha. Đây dòng này là Hatsu, cùng dòng bắn tia luôn các bạn chị. Nhưng dòng đây hàng giá rẻ thôi để cho các bạn chỉ sử dụng nhưng mà vẫn được bảo hành đầy đủ. Dòng đấy thì bảo hành 3 tháng nha các bạn chị. Đây cho những anh em nào mà sử dụng ít hoặc là mức độ hàng hẹp gân ấy, là mình xài con đây được tuyệt vời, khoảng tầm 50m, 10m gì đó. Đó và con đây là quá tuyệt vời luôn, với giá là 850.000 thôi, sở hữu một con máy như vậy, cái hộp nhựa. Rồi. Hết. Mừng mấy cái con kia vô luôn. Cho anh cái con phun xương đi. Phun xương vô đây. Đây, con đây hôm nay sale cho các bạn chị. Đây cái con này thì vừa rồi em mới cùng làm cho các bạn chị một cái video để các bạn chị tham khảo về con này, có nó có thể phun sát khuẩn được các bạn chị. Hoặc là mình có thể làm thơm phòng thì mua những cái tinh dầu như dầu tràm hay những cái tinh dầu để làm thơm phòng đó. Mình bật lên cỡ tầm 1 phút sau là cái phòng nó thơm ngát luôn các bạn chị ạ. Nó phun và sát khuẩn được luôn. Dòng đây là nó đốt để làm sát khuẩn nha các bạn chị. Tại đang bán với giá là 1.050.000. Thì hôm nay sale cho các bạn chị với giá là 950.000 thôi. Ai có nhu cầu thì alo ủng hộ em nha. Cái con đây này của bạn chị nó có hơi ướt ở đây tí. Cũng còn có mấy con à, cái hàng đây em ít lắm tại vì về em chuyên về máy móc kia, nhưng mà con đây dầm vô để cô bán chị có ai có nhu cầu thì sở hữu luôn, khỏi phải đi tìm kiếm xa xôi. Rồi. 950.000 cho một con máy sát khuẩn nha. Phun xương sát khuẩn. Ai mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì vào cái video của máy xịn Minh Châu là có làm cái phần phun. Rồi hôm nay em xin dừng video ở đây nha các bạn chị, ai có nhu cầu thì đến trực tiếp cửa hàng máy xịn Minh Châu hoặc alo các số điện thoại bên trên màn hình để ủng hộ cửa hàng nhé. Em xin cảm ơn các bạn chị đã quan tâm theo dõi cửa hàng.